8 tháng trước, Bắc Macedonia tạo địa chấn với chiến thắng 2-1 ngay tại sân của đội tuyển Đức. Trong trận đấu mà họ phòng ngự kiên cường, còn người Đức tấn công bế tắc. Bất ngờ đã nổ ra vào cuối trận với bản ấn định tỷ số 2-1 của Enmat cho đội khách. Trận thua này cũng là giọt nước tràn ly khiến huấn luyện viên Hoa Kim Lâu phải rời ghế sau 15 năm dẫn dắt Diamond Sharp để nhường chỗ cho Hansi Flick. Cựu huấn luyện viên của Bayern Munich cho đến thời điểm này đã làm tốt công việc tái thiết lại cỗ xe tăng. Kể từ sau kỳ Euro 2020 đáng thất vọng, Đức quay trở lại chiến dịch vòng loại World Cup với mục tiêu sớm giành tầm vé tham dự vòng chung kết tại Qatar. Dưới bàn tay của nhà cầm quân 56 tuổi, Đức đã toàn thắng cả 4 trận gần nhất, đập chiếm ngôi đầu bảng C với 18 điểm sau 7 vòng đấu, hơn đội xếp thứ hai Bắc Macedonia tới 6 điểm. Một chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân của chính đối thủ này không chỉ là cơ hội quá tốt để tuyển Đức sớm có được tấm vé mà đây còn là cơ hội không thể tốt hơn để trả món nợ thất bại trên sân nhà 8 tháng trước đó. Ở lượt đấu gần nhất, đội bóng của Hansi Flick đã đánh bại Rumani với tỷ số 2-1 trên sân nhà. Chất lượng đội hình của Bắc Macedonia không thể so sánh với những người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Dù đang có trong tay những trụ cột đang khỏe mạnh như Enmat hay Alioski, nhưng sẽ rất khó để đội bóng huấn luyện viên Angelovski có một kết quả tích cực dù được đá trên sân nhà. Tổn thất lớn nhất của đội chủ nhà đó chính là thiếu hụt nhạc trưởng Goran Pandev khi anh tuyên bố giải nghệ sau Euro 2020. Trong khi đó, Hansi Flick không giấu giếm ý đồ lấy Bayern Munich làm bộ khung của đội tuyển Đức. Nhưng khác với những người tiền nhiệm Joachim Kim Lâu, vị huấn luyện viên 56 tuổi biết sử dụng hài hòa lực lượng trong và ngoài Bayern Munich, đặc biệt tỉ mỉ trong khâu xây dựng chiến thuật. Các cá nhân nhờ đó tìm lại được phong độ cao, điển hình như Leroy Sané, Sergi Gnabry hay Timo Werner cũng thoát khỏi bộ mặt vô duyên tại Chelsea để có được hai bàn thắng trong hai trận gần đây. Đây là lần thứ hai Đức và Bắc Sedonia chạm trán nhau. Ở lần gặp trước đó, Đức đã thất bại với tỷ số 1-2 trên sân nhà trước đối thủ. Phong độ của đội chủ nhà đang tương đối thất vọng khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, còn lại toàn hòa và thua. Về phía đội khách, Đức đã thắng tới 4 trận và chỉ để thua một lần trong 5 trận gần nhất. So với thời điểm thắng Đức 2-1, đội tuyển Bắc Macedonia hiện tại đã không còn thủ lĩnh Goran Pandev, người tuyên bố dã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Cộng với phong độ đi xuống, đội chủ nhà khó có thêm điểm số trước đội khách đã chơi cảnh sát hơn. Với chất lượng đội hình vượt trội của đội tuyển Đức, người chơi nên đặt niềm tin vào cửa trên ở kèo chấp này. Việc Bắc Macedonia lựa chọn lối chơi an toàn cũng là điều dễ hiểu khi đối thủ của họ là đội tuyển Đức. Làm khách trên sân của Bắc Macedonia, đội bóng của Hansi Flick sẽ gặp ít nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Với mức kèo tài xỉu khá cao là 3/4 1 4, thì xỉu sẽ là lựa chọn an toàn hơn cho người chơi. Sự đoán của thể thao văn hóa Bắc Macedonia Đức 0-2.